triệu người dân Việt Nam hôm đó đã cùng hướng về sân vận động quốc gia, từ nay sẽ mang tên chính thức Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đó chính là lời tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước với những người dân đất Mỹ Đình. Bay cao hơn nữa đi, những trái bóng mang ước mơ vươn lên của niềm tin Việt Nam. Thành công của SEA Games 22 đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của thể thao Việt Nam trong công tác tổ chức cũng như thành tích thi đấu. Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia đã trở thành điểm sáng trong lòng người hâm mộ cả nước. Đại hội thể thao lớn nhất khu vực đã được tổ chức thành công. Sân vận động quốc gia Mỹ Đình là một công trình hiện đại về kiến trúc, đã thỏa mãn cả hai yếu tố tối ưu về chuyên môn và giải trí. Để phục vụ tốt nhất những khán giả đặc biệt, sân vận động quốc gia có 22 phòng VIP, 16 phòng doanh nhân đạt yêu cầu về không gian, tầm mắt cũng như sự sang trọng, lịch sự. Để phục vụ tốt nhu cầu giải trí thư giãn của số đông khán giả, sân vận động quốc gia Mỹ Đình còn có nhiều phòng dịch vụ như phòng chiếu phim với hơn 100 ghế, phòng bowling hiện đại đủ tiêu chuẩn thi đấu. Mỗi phòng chức năng của sân vận động quốc gia như là những bộ phận không thể tách rời của một cơ thể. Đó có thể là hệ thống màn hình, thông tin liên lạc hay là hệ thống cấp điện nguồn. Thì mục tiêu cuối cùng là mọi bộ phận ấy đều phải hoạt động tốt, nhịp nhàng, hướng tới những thành công mới.